Cảm ơn quý vị vẫn còn với VNTV. Dù quý vị coi trực tiếp chúng tôi trên đài VNTV tại California, trên YouTube, Facebook, vân vân, quý vị cũng đừng quên là chúng tôi cũng cùng xuất hiện dưới nhiều hình thức bằng hình ảnh của chúng tôi, của cô Mỹ Linh, của tất cả anchor của đài VNTV, các kênh YouTube trên toàn thế giới đã lấy lại chúng tôi nhưng đã vô phép không có giới thiệu từ VNTV, dù họ để trên cái chữ VNTV trên đầu tôi, họ vẫn còn để, tại vì họ bỏ ra không được, nhưng mà họ đã làm việc này. Thưa quý vị nghe ở đâu, quý vị cũng nhớ đài VNTV của chúng tôi có người thật và có đài TV thật. 11 năm chúng tôi làm việc tại California, và cô Mỹ Linh, buổi sáng hôm nay mình tiếp tục tin tức Dạ đúng nóng vậy, hổi. hấp dẫn vô cùng thưa quý vị. Tiếp đến là một bản tin từ nãy giờ là bác Duy Miên đã nói với quý vị rất nhiều về thống đốc của Georgia phải không? Dạ, thống đốc của Georgia đó, ông Brian Kemp đã có một cuộc phỏng vấn, mà phỏng vấn ở trên đài Fox News đàng hoàng nha, chứ không phải là phỏng vấn trên mấy đài bình thường đúng không? Fox News đàng hoàng. Và Fox News đã phải chấp nhận để mà đưa ra tất cả những cái thông tin xác thực nhất mà ông Brian Kemp phải đưa, chứ không có thể nào mà giấu nhẹm hay là nói những điều không có lợi cho tổng thống Trump nữa. Và Fox News ngày hôm nay đã có một cái cuộc phỏng vấn với lại ông Brian Kemp và cái người dẫn chương trình ngày là một cái cô Laura. Thì cô Laura đã phỏng vấn ông và ông Kemp nói là tuyên bố là ngoại trưởng của tiểu bang Georgia vẫn chưa có ra lệnh kiểm tra chữ ký, và đây là một điều mà ông không hài lòng. Đó, cho nên là ông không những là dừng lại cái gọi là dừng lại cái việc certify kết quả của Biden. Georgia, tức là dừng, không có certify cái chiến thắng của ông Biden tại Georgia nữa, mà còn phải kiểm tra lại chữ ký nữa. Và gián tiếp qua cái cuộc phỏng vấn với lại cô Laura trên chương trình cô Laura Ingraham Angel thì dựa trên cái trong chương trình đó, ông đã gián tiếp để mà kêu gọi cái việc này là cần phải kiểm tra lại chữ ký của Georgia nữa, thưa thưa quý khán giả. Dạ, và đây là một cái bài phỏng vấn rất là quan trọng, và ở trong chương trình này thì ông Brian Kemp đã nói với cô Laura là ông đã thúc giục ông Rap Raphael Berger, ông Brad Raphael Berger, tức là tổng thư ký của tiểu bang Georgia, là cần phải gọi là phải sửa chữa những sai lầm, và cũng như là kêu gọi cơ quan lập pháp Georgia là người chiếm đa số là đảng Cộng hòa trở lại một phiên họp để xác minh tất cả những chữ ký đã bỏ phiếu theo thư đã absentee ballot, là phải đi kiểm tra lại để mà chắc chắn rằng là những chữ ký đó là phải là những chữ ký chính xác. Và rõ ràng là ông ngoại trưởng theo luật và hiến pháp của tiểu bang sẽ phải ra lệnh làm điều đó mà ông ta chưa làm, đã có đặc trách Vâng, nhau, bây thấy chưa? giờ thì quý vị nhìn thấy bản tin này càng làm rõ ra hơn là cái bản tin hồi nãy. Nhưng thưa quý vị, câu chuyện hấp dẫn sắp sửa tới. Có lẽ là câu chuyện Nevada quý vị muốn nghe không? Cái chỗ này là chỗ quấn Las Vegas, ai cũng cũng thích cái chỗ này hết á. Du khách tới Mỹ lúc nào cũng muốn tới Las Vegas. Bây giờ cuộc bầu cử này làm sao quên được 6 phiếu của Nevada? 6 phiếu Nevada bây giờ chưa có thể qua ông Trump, nhưng mà chắc chắn là rút khỏi Biden. Thưa quý vị, đó là ngày hôm nay chính là cái ngày mà ông thẩm phán James Todd Russell ở Carson City, ông sẽ tuyên bố cái quyết định đó. Ngày hôm qua là đã điều trần rồi, đã đi tới quyết định rồi, nhưng mà phải có phán quyết của thẩm phán ngày hôm nay. Thì ông nói nguyên văn như thế này: tôi sẽ yêu cầu tối cao pháp viện ngừng ra cái phán quyết ngừng công nhận 6 phiếu đại cử tri đoàn của Nevada dành cho ông Biden. Họ nói tới đó thôi nha, họ không có nói là trao cho ông Trump nha. Nhưng mà dĩ nhiên bên phía ông Trump thừa thắng xông lên là bom 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 vô để giật được cái lá phiếu này, chứ có nhìn thấy như vậy không? Dạ, tại vì mình thử phân tích cái con đường mà Tổng thống Trump đang đi nha, là Tổng thống Trump á, là đang gọi là cố gắng để mà dừng tất cả cái việc certify kết quả bầu cử ở càng nhiều tiểu bang chiến địa càng tốt,
Dừng lại cái việc certify này để làm gì? Để rút đi cái con số mà truyền thông vẫn cho ông Biden là 290 phiếu đại cử tri. Quý vị tưởng tượng nếu dừng lại ở Georgia là khoảng 16 phiếu, lấy lại của bên Nevada 6 phiếu, lấy của Michigan là cũng khoảng Michigan là khoảng 10 phiếu. Còn khoảng đó mình không nhớ dạ, rõ. Dạ mình nhớ không rằng. Nếu như vậy đó Arizona thì, nữa. Dạ đúng, đúng Arizona nữa. Dạ đó. Thì khi mà chúng ta lấy lại được lá phiếu thì phải kéo sao cho được ông Biden dưới 270. Cái việc không cần tổng thống Trump phải lấy hơn phiếu, không cần phải lấy lại cái phiếu đó, mà chỉ cần kéo lại cái con số 270. Để làm gì? Khi mà lúc mà kéo lại cái số phiếu 270 thì nó mới gồng dùng cái từ này, không biết là nó mới start. Mới start thì nó mới bắt đầu được một cái gọi là tu chính án số 12. Tu chính án số 12 nói rằng khi mà đúng ngày 6, vào ngày 6 tháng 1, lưỡng viện quốc hội không thể công nhận được tổng thống, không thể công nhận được ai là người chiến thắng nha. Khi tại vì ngày 14 tháng 12 này thì tất cả những phiếu của đại cử tri đoàn, tức là những cái phiếu certified đều sẽ được gửi về Washington, đúng không? Nhưng mà như vậy thì những phiếu của đại cử tri đoàn không certified được. Tại vì bây giờ tổng thống Trump đang dừng cái việc certify, có nghĩa là đến ngày 14 tháng 12 vẫn không certify đủ để cho ông Biden có đủ 270. Thì bắt đầu vào ngày 6 tháng 1, quốc hội nhóm họp, thì đảng Cộng hòa sẽ làm sao để giúp tổng thống Trump sẽ không có verify được, không có gọi là không có chứng nhận được cái kết quả tổng thống tại ngày 6 tháng 1. Như vậy thì sẽ bắt đầu được cái tu chính án số 12. Đây là lúc mà chúng ta chờ. Tại vì tu chính án số 12 nói rằng là nếu như đến ngày đó, ngày 6 tháng 1 mà quốc hội không bầu ra, không có certify được cái kết quả bầu cử tổng thống thì hạ viện sẽ quyết định tổng thống và thượng viện sẽ quyết định phó tổng thống. Như vậy lúc đó tu chính án số 12 bắt đầu và tổng thống Trump có rất nhiều cơ hội để mà có thể trở lại 4 năm tiếp tại tòa Bạch Ốc. Cái này rất là quan trọng để mà chúng ta bắt đầu được cái tu chính án số 12. Muốn làm điều đó là phải kéo cho được ông Biden ra khỏi cái con số mà 290 đó, để kéo xuống dưới 270 là rất quan trọng. Quý vị đừng có giật mình nghe. Đừng có nói là cái hạ viện của liên bang, bà Nancy đứng đó sức mấy mà bà đồng ý cho ông Trump hạ viện. Đây hạ viện từng tiểu bang, tức là 50 tiểu bang có 50 cái hạ viện, mà bên Cộng hòa bây giờ đương chiếm đa số 31, rồi có 4 đứa phản, 4 tiểu bang phản bội thì còn lại 26, cũng vẫn là cao hơn là 50. Cho nên thưa quý vị, đây là cái tu chính án số 12 đã quy định rõ ràng, không đi ngược được. Cho nên cái cơ hội chiến thắng của Tổng thống Trump lật ngược thế cờ, quý vị thấy bữa nay là dùng cái chữ là gió đã đổi chiều là đúng nhất. Là hôm nay, tức là những chiến thắng vang dội của từng tiểu bang một cho chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Những phân tích của đài VNA TV chúng tôi và của Mỹ Linh, của anh Mã Gia Trí, của bác sĩ Võ Đình Hữu, của anh Đỗ Như Điền, anh Trần Quốc Bảo vân vân, của tất cả những anh Đỗ Thái Nhiên, của tất cả những anh em làm việc trên đài của chúng tôi, cũng có cô Phương Thanh. Tức là chúng tôi đã cố gắng dồn hết tất cả nỗ lực vô để nêu lên cái chính nghĩa, chứ không phải ăn được cái đồng xu cắt bạc nào của đảng Cộng hòa hay là của Tổng thống Trump cả. Đôi khi cũng đâu có biết mình nói tiếng Việt Nam, đúng nói cái gì đâu. Cũng đâu biết mình đang ủng hộ dữ dội đó, đúng yeah, không? Dạ. Mình nhưng dữ dội mình, nhưng mà mình nhỏ chút xíu à. Mình ủng hộ chính nghĩa. Dạ, quan trọng là mình ủng hộ chính nghĩa thôi. Đó, cho nên là quý vị có đồng ý với lại là những cái nhận định của chúng tôi không? Quý vị comment vào trong Facebook rồi chúng ta nói chuyện cùng với nhau nha. Trời, hôm nay Facebook gọi đồng dễ sợ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhớ share giùm cho Mỹ Linh để coi đông hơn nha. Dạ, quý vị có thể comment vào trong Facebook để mà nói chuyện cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và quý vị thấy đó là chúng tôi luôn phân tích cho quý vị để chúng ta đừng hoang mang và chúng ta thấy được cái con đường của Tổng thống Trump đi. Và mình nhìn thấy từng bước một và nó đang đi đến cái kết quả rất tốt. Ngày hôm nay, Georgia làm cho chúng ta gọi là phấn chấn tinh thần dễ sợ luôn. Và thưa quý vị là khi cái nhiệm vụ quan trọng nhất mà nhóm pháp lý của Tổng thống Trump phải làm đó chính là tránh đi cái sự certify các kết quả bầu cử của những tiểu bang chiến địa, kéo cái con số gọi là đại cử tri đoàn của ông Biden xuống dưới 270, 269 cũng được nữa. Đó là miễn sao mà 269, 268 cứ kéo xuống để cho đến mức đó, để cho cả hai người đều không ai có đủ 270, để dẫn đến cái việc là phải bắt đầu cho được cái gọi là tu chính án số 12 để chúng ta có cái cơ hội cho Tổng thống Trump.
nha. Đó, cho nên là đây là một cái biện pháp mà Tổng thống Trump đang đi một cách rất là khôn ngoan, một cái nước cờ rất là hay. Mà ngày hôm nay phải nói tin trước vui khi cho mà cho Mỹ Linh qua một tin khác thì chúng tôi muốn tâm tình giữa quý khán giả, ai mà đã từng cá Tổng thống Trump mà thắng mà bây giờ sợ chung đó, khoan chung, tôi dặn là khoan chung đó nha, đừng chung vội nha. Chung chung rồi lấy lại không được, cho nên là đừng có chung. Đúng rồi đó, cho đúng rồi đó. An tâm là nhớ là đài VNA chúng tôi bắt cá với quý vị đó. Nếu như quý vị mà thắng cái chuyến này để nhớ cho đài VNA TV uống cà phê nhé. Boss của mình cũng cá mà chưa chung đó. Boss của mình nhất quyết không chung đó, chưa thua mà sao chung. Không chung, nhất quyết không chung nha. Đó, cẩn thận nha quý vị. Rồi tiếp đến nữa là một bản tin số 6. Cảm ơn ban kỹ thuật bản tin số 6 nha. Bản tin này liên quan đến tại Michigan, cũng là một tiểu bang chiến địa ha. Dạ, Michigan cũng hấp dẫn hôm nay. Dạ, một nhân viên kiểm phiếu của Michigan đã bị hăm dọa sau khi cô từ chối sửa đổi ngày ở trên những lá phiếu. Dạ, dễ sợ lắm thưa quý vị. Dạ, một người là một người gọi là chuyên kiểm soát các phiếu bầu ở tại Detroit của Michigan đã làm chứng trước viên điều trần tại Michigan vào ngày thứ Năm rằng cô đã bị các giám sát viên đe dọa và quấy rối sau khi cô từ chối gọi là sửa lại ngày, gọi day back, tức là sửa lùi lại cái ngày để cho cái lá phiếu nó hợp lệ của những cái lá phiếu khiếm dị và không chấp nhận những điều vi phạm luật của tiểu bang trong đêm bầu cử. Cái cô này tên là Jessie Jacob, là một nhân viên đã làm việc 34 năm rồi của thành phố Detroit, nói trước một phiên điều trần tại Ủy ban Giám sát Thượng viện của tiểu bang rằng cô là đã được các quan chức bầu cử hướng dẫn vào ngày 4 tháng 11 để mà bắt đầu nhập dữ liệu các lá phiếu đã nhận vào ngày 2 tháng 11. Và nhưng mà những lá phiếu này đã nhận sau cái giờ là 9 giờ tối của ngày 3 tháng 11. Tức là nhận sau giờ 9 giờ tối ngày 3 tháng 11 rồi. Và nhưng mà vẫn biểu cô day back, sửa lại cái ngày để cho nó được hợp lệ. Và cô nhất quyết không chịu. Đó, và sau đó cô nói rằng cô đã từ chối và cô bị đuổi ra khỏi phòng. Người ta nói cô không muốn làm thì cô đi ra khỏi đây. Và cô cảm thấy rất là bị động trong chuyện đó luôn. Và cô sau đó là cô Jacob nói, mà lúc đó trong cái phiên điều trần này thì dĩ nhiên ông Rudy Giuliani ngồi bên cạnh và tiếp theo là luật sư Jenna Ellis cũng đang ngồi bên cạnh cô. Và cô nói rằng là đây họ đối xử với tôi như một tên tội phạm, làm nhục tôi, quấy rối tôi và nó thật là một điều tồi tệ. Và lúc đó là cô bị cái người gọi là supervisor của cô ở trong cái phòng bầu cử ở tại Detroit, Michigan đó, đã nói quát vào mặt cô và nói rằng tôi không cần cô ở đây, tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào của cô ở đây, hãy ra khỏi đây. Và lúc đó cô Jacob đã trả lời lại cái người supervisor rằng tôi không làm gì cả, bởi vì khi mà tôi bước vào phòng phiếu này tôi không thể nói dối về ngày tháng của nó. Và Jacob nói rằng cô đã phải giờ gọi là giải quyết các lá phiếu đã mở ra rồi, tức là khi mà mở ra thì phải được kiểm tra chữ ký rồi phải scan qua máy đó. Thì cô nói một số đó không có tem thư luôn, không có dán cái con tem ở trên lá phiếu luôn, không có chữ ký cho khớp luôn. Và có vấn đề đó là bao gồm có một số các phiếu bầu khiếm diện và đã được gửi đến vào ngày gọi là được nhận vào ngày 3 tháng 11. Dạ, và đó là một điều rất là khủng khiếp thưa quý vị. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Đó, bằng chứng đâu? Lúc là đây bằng chứng đó. Bằng chứng đâu? Đây, thưa quý vị, suốt ngày hỏi bằng chứng đâu? Bằng chứng đã ra tới tòa rồi. Dạ. Tại vì đưa đến tòa mới là hữu hiệu, chứ đâu có phải nghe báo chí mà nói bằng chứng hay là báo chí công nhận ở Biden thắng đâu. Báo chí mới công nhận Biden thôi, Biden chưa thắng. Tới giờ phút này Biden vẫn chưa thắng. Chúng tôi trở lại chương trình sau vài phút khoảng khắc.